Xin chào quý vị khán giả, Minh Huyền rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau khi cảnh sát Pháp bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, các cuộc bạo loạn lớn đã nổ ra ở gần Paris và sau đó đã lan ra cả nước. Video viên cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi đã gây chấn động cả nước Pháp, khuấy động căng thẳng âm ỉ từ lâu giữa cảnh sát và thanh niên ở những khu dân cư khó khăn. Những người biểu tình yêu cầu chính quyền xem xét kỹ lưỡng các điều kiện quản lý và sử dụng vũ khí của cảnh sát. Thêm vào đó, các vấn đề chủng tộc đưa Pháp đến bờ vực bùng nổ xã hội lớn, làm các nhà chính trị gia Pháp gặp nhiều khó khăn khi tìm hướng giải quyết các cuộc bạo loạn. Vụ bắn chết thiếu niên 17 tuổi đã chia rẽ nước Pháp. Lãnh đạo của đảng La France Insoumise, LFI, đã lên án tất cả những người kêu gọi bình tĩnh. Mélenchon viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi kêu gọi trừng phạt, hủy bỏ vụ kiện chống lại Nahel tội nghiệp, trừng phạt viên cảnh sát giết người và đồng phạm đã ra lệnh nổ súng. Hãy để nhân viên y tế được yên." Nhân viên y tế nói trên là một người gốc Ả Rập đã tấn công một cảnh sát ngẫu nhiên, người không liên quan gì đến việc giết cậu thiếu niên, chỉ đơn giản là để trả thù. Bên LFI cũng yêu cầu thành lập một ủy ban để điều tra về số người chết ngày càng tăng sau khi từ chối tuân theo. Điều này cho thấy luật pháp của Pháp có quy định về việc sử dụng vũ khí trong trường hợp này. Chủ tịch đảng Rally National, trước đây là mặt trận quốc gia của Marine Le Pen, Jordan Bardella, gọi Mélenchon là mối nguy hiểm của công chúng và tố cáo những lời kêu gọi nổi dậy với hy vọng đạt được những lợi ích bầu cử bẩn thỉu. Bardella cũng kêu gọi sửa đổi chính sách di cư. Chính phủ đã phản ứng bằng cách triển khai xe bọc thép, trong khi các sự kiện công cộng lớn như là buổi hòa nhạc đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng các mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, là nguyên nhân sâu xa khiến bạo lực leo thang, trực tiếp giải quyết các nền tảng. Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu xóa nội dung nhạy cảm và kiểm tra nhiều hơn về bản chất của nội dung được xuất bản. Thứ sáu tuần trước, Twitter đã bắt đầu chặn các tài khoản người dùng ở Pháp đã đăng hình ảnh và video về các cuộc bạo loạn. Một biện pháp thậm chí còn ảnh hưởng đến các tài khoản có chủ sở hữu ở bên ngoài nước Pháp và do đó không phạm tội hình sự theo luật truyền thông của Pháp. Nhưng liệu các cuộc bạo loạn trên đường phố có thể được kiểm soát ngay lập tức và vĩnh viễn bằng cách triển khai xe bọc thép, bằng cách kiểm duyệt mạng xã hội hoặc bằng cách gây áp lực lên cha mẹ của trẻ vị thành niên? Điều này là đáng nghi ngờ, ngay cả khi Pháp thường xuyên trở thành tâm điểm quốc tế với những cuộc nổi dậy và bạo loạn như vậy. Thì lỗi không chỉ thuộc về chính quyền, đó là một tình hình tiến thoái lưỡng nan có nguồn gốc sâu xa đang làm lung lay xã hội Pháp đến tận cùng. Mặc dù vấn đề di cư và hội nhập ở Pháp được quản lý tốt hơn nhiều so với Đức và Áo, có vẻ như Pháp đã nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề về khác biệt chủng tộc. Không có cuộc thảo luận nào được mở ra hoặc là được tổ chức về chủ đề này, cũng không có nghiên cứu thống kê về chủng tộc. Sự kết hợp của tất cả các yếu tố này thì đều có thể là đưa quốc gia đến bờ vực bùng nổ xã hội. Ở Pháp, nhiều người nhớ lại sự kiện năm 2005 khi hai thiếu niên bị điện giật khi trú ẩn trong một trạm biến áp điện trong khi chạy trốn cảnh sát. Cái chết bi thảm và phi lý của hai thiếu niên đã gây chia rẽ xã hội Pháp trong các quan điểm phân biệt chủng tộc. Rõ ràng, vấn đề đã bén rễ sâu hơn trong những năm qua do tình trạng di cư không kiểm soát được. Pháp đã trở thành một quốc gia mà những người di cư coi là của họ. Họ không đồng hóa, họ không tuân theo các quy tắc, họ không vâng lời cảnh sát Pháp và họ tin rằng cảnh sát Pháp và những người thực thi pháp luật là xâm phạm quyền của họ. Các công đoàn cảnh sát lên án việc giam giữ đồng nghiệp của họ, cho rằng chính quyền đang chiều chuộng những người biểu tình. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron đã lên tiếng phủ nhận có sự phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp. Tình hình ở Pháp đêm 1 tháng 7 đã dịu hơn so với 4 ngày trước đó, nhưng vẫn còn có một số căng thẳng ở trung tâm thủ đô Paris và các vụ đụng độ lẻ tẻ ở các địa phương khác. Hàng chục nghìn cảnh sát đã được triển khai tại các thành phố trên khắp nước Pháp khi các cuộc biểu tình kéo dài sang đêm thứ Năm. Giới chức Pháp ngày 1 tháng 7 gửi thêm binh sĩ đến các thành phố điểm nóng để đối phó với các cuộc biểu tình trong đêm bạo loạn thứ năm liên tiếp sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên do vi phạm giao thông ở ngoại ô Paris. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Damarin cho biết khoảng 45.000 cảnh sát được triển khai trên các tuyến phố vào đêm ngày 1 tháng 7. Lực lượng tiếp viện sẽ được đưa đến Lyon và Marseille để đối phó với bạo loạn. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông bạo loạn trên đường phố chính ở Marseille vào tối ngày 1 tháng 7. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các vụ bạo lực, cướp bóc và ẩu đả trên đường phố giữa cảnh sát và các nhóm thanh niên. Tại Paris, cảnh sát đã tăng cường an ninh tại đại lộ Champs-Élysées sau khi xuất hiện lời kêu gọi tập trung trên mạng xã hội. Các cửa hàng cũng được bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ thiệt hại và cướp bóc có thể xảy ra.
khoảng 7.000 cảnh sát sẽ túc trực ở thủ đô Paris và khu vực lân cận. Bộ trưởng Damarin nói sẽ tăng cường cảnh sát để khôi phục hoàn toàn trật tự. Một số khu vực đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm. Xe buýt và xe điện ở Pháp đã ngừng chạy sau 21 giờ. Chính quyền các địa phương tuyên bố cấm biểu tình, cấm bán pháo hoa lớn và chất lỏng dễ cháy. Bộ Nội vụ Pháp thông báo 1.311 người đã bị bắt vào đêm 30 tháng 6, so với 875 người vào đêm trước đó. Cảnh sát cho biết khoảng 120 người đã bị bắt trên cả nước vào ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết hơn 700 cửa hàng, siêu thị, nhà hàng và chi nhánh ngân hàng đã bị lục soát, cướp bóc, thậm chí bị thiêu rụi kể từ ngày 27 tháng 6. 2.000 phương tiện đã bị đốt cháy kể từ khi bạo loạn bắt đầu nổ ra. Hơn 200 cảnh sát đã bị thương và độ tuổi trung bình của những người bị bắt là 17. Bộ trưởng Tư pháp cho biết 30% số người bị bắt giữ dưới 18 tuổi. Phát biểu sau cuộc họp an ninh khẩn cấp để giải quyết tình trạng bạo loạn hôm 30 tháng 6, Tổng thống Macron cho biết khoảng 1/3 những người bị bắt trong 3 đêm gần đây là những người trẻ hoặc rất trẻ. Theo ông Macron, điều này cho thấy rằng Internet đang có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên tại Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói rằng chính phủ đã cảnh báo các trang mạng xã hội không đăng tải những lời kêu gọi bạo lực và các nội dung khác ủng hộ bạo loạn. Chính quyền các địa phương trên cả nước ban bố lệnh cấm biểu tình và tạm ngừng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng vào buổi tối. Do tình hình biểu tình bạo lực trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 7. Chính phủ Đức thông báo rằng ông Macron đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và thông báo về tình hình ở đất nước mình. Tổng thống Macron cũng buộc phải rời hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU đang diễn ra tại Bruxelles, Bỉ để trở về nước chủ trì cuộc họp khẩn cấp của chính phủ. Tang lễ của Nahen bắt đầu ngày 1 tháng 7. Hàng trăm người đã xếp hàng để vào nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Nate, ngoại ô thủ đô Paris để dự tang lễ. Lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Mont-Valérien trong khu vực. Trước đám tang của thiếu niên gốc Phi, cảnh sát Pháp hôm 1 tháng 7 đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình quá khích trong đêm bạo loạn. Mẹ của Nahen, bà Monia, bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của con trai, nhưng không đánh đồng, đổ lỗi cho toàn ngành cảnh sát. Thay vào đó, bà tập trung yêu cầu một người phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ đổ lỗi cho một người là kẻ đã cướp đi mạng sống của con trai tôi. Tin tức về vụ nổ súng vào Nahen lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Pháp, kích động sự phẫn nộ lan rộng khắp cả nước. Mặc dù ban đầu các nhà nước tránh giữ kín thông tin về sắc tộc của Nahen, nhưng sau đó đã bị cộng đồng mạng tìm ra. Thiếu niên xấu số là người gốc Algeria, một thuộc địa cũ của Pháp, là nguồn gốc của phần lớn người Bắc Phi nhập cư vào nước này. Theo luật sư của gia đình, Nahen kiếm sống bằng nghề giao hàng và rất năng nổ tham gia vào một chương trình thể thao nhằm thúc đẩy sự hòa nhập của thanh niên từ các khu dân cư khó khăn. Nahen cũng không có tiền án, mặc dù từng liên quan đến một vụ việc trốn tránh sự kiểm tra của cảnh sát. Phía cảnh sát báo cáo rằng, Nahen đã bị chú ý do lái xe liều lĩnh vào ngày cậu bị bắn chết.